Chào các bạn, hôm nay mình mới mua được một cái đèn LED của Sunhouse về để làm cái đèn lều để đi cắm trại qua đêm ấy. Bây giờ mình sẽ mở ra để review cho các bạn xem nhé. Đây mình có cái kéo này. Đèn khá là to đấy. Ai chả chả. Không to, đây là hộp thôi. Đây có một cái phiếu bảo hành, phiếu đăng ký bảo hành đấy. Của Sunhouse. Có đầy đủ thông tin của khách hàng ở đây. Bỏ vào đây, đỡ mất. Còn đây là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Diện tích điện năng 360 Sunhouse cỡ trung model 6848LA. Đây có tất cả các thông tin chi tiết của đèn, sử dụng nguồn điện 220 đến 240V này, tần số 50 đến 60Hz, pin 4V 1600mAh, nguồn sạc, thời gian sạc từ 20 đến 24 giờ, tức là sạc trong vòng một ngày. Tắt thiết bị khi không sử dụng, trong thời gian không sử dụng, định kỳ 3 tháng, sạc đèn tiết kiệm ít nhất 8 tiếng, tránh xa nước, các kiểu. Rồi, mình cái này mình đọc thôi. Giờ mình xem cái đèn này có gì đặc biệt không? Có, khá là chắc chắn đấy. Đèn nhìn khá là chắc chắn, có cái móc này, để treo lên này. Đấy, mình đóng xuống. Đèn đây. Đây là cái cổng sạc của các bạn. Đây là cái cổng sạc. Đây là có cái sạc này. Cắm vào đây là sạc thôi. Còn đây là các nút vặn. Đấy, hay à? Sáng phết lên chứ nhỉ? Nhá. À nó có 3 nấc hay sao ấy. Đây là sáng vừa này. Đây. Sáng này là sáng lớn nhất. Ánh sáng này chói phết đấy. À, đây mình thử cắm sạc cho các bạn xem nhé. Bỏ cái hộp này đi. Luôn. Cắm vào đây được không? Đây là đang sạc rồi các bạn. Đèn sáng rồi. Cái này thì có thể cắt đi được. Nhìn tiện lợi hết. Đèn này nói chung là cũng không có gì đặc biệt đâu. Thì nó cũng đơn giản thôi, cấu tạo đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ đi tắt điện đi và thử cho cái đèn này nó sáng lên xem nó có sáng lắm không nhá. Đây là cái chế độ mà sáng bình thường này. Đây là chế độ sáng nhất. Sáng nhất quả đất luôn. Có vẻ hơi chói nhỉ. Đấy. Nói chung là trong cái căn phòng 20m2 của mình thì nhìn bằng mắt thường thì khá là sáng. Còn cái camera này dùng làm nét thì sẽ không cảm thấy sáng lắm đâu. Mình tắt đi bật lại xem. Đây sáng vừa này. Sáng yếu này. Tắt này. Quá là sáng luôn. Nhìn thấy hết cái phòng của mình luôn mà. Nhưng mà nhìn bằng cái này không thấy gì. Nói chung là nhìn bằng mắt thường thì khá là sáng luôn các bạn ạ. Nếu mà các bạn có nhu cầu liên hệ mua thì liên hệ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đăng ký để đón xem nhiều video khác nhé. Xin cảm ơn. Thank you.